Job chương 28. Bài giảng của Job về sự khôn ngoan. Phần A. Con người và việc tìm kiếm kho báu vật chất. Câu 1 đến câu 4. Con người đi tìm kho báu ở dưới lòng đất. Câu 1 đến câu 2. Và có mỏ để người ta đào lấy nó, và vàng có nơi người ta luyện nó. Sắt từ nơi đất lấy ra, đá đúc chảy ra mà lấy được đồng. Job xem xét cách con người tìm kiếm những kim loại quý và hữu ích, bạc, vàng, sắt và đồng. Chương này và vị trí của nó ở trong sách Job là nguồn gốc của một số sự tranh cãi. Hầu hết các học giả đều không thể tin rằng Job đã từng trích dẫn những câu như thế này. Họ thấy nó khá mâu thuẫn với những gì xảy ra trước và sau. Tuy nhiên, bài thơ cũng có vẻ quá điềm tĩnh, quá trầm tư và quá suy tư để trở thành một trong những người bạn của Job. Một số học giả cho rằng bài thơ này hoàn toàn không thuộc sách Job, và sau này có một số người ghi chép đã đưa nó vào đây. Có hai giải pháp tốt. Giải pháp tốt hơn đó là đơn giản nói rằng đây thực sự là tác phẩm của Job. Tại sao chúng ta phải ngạc nhiên nếu Job sau khi đã sử dụng hết mọi cách phản đối và tìm hiểu khác lại đột nhiên lặng lẽ chuyển sang tâm trạng suy gẫm nhiều hơn và bắt đầu suy ngẫm về nguồn gốc của sự khôn ngoan? Tại sao Job không trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ ở đây trong một thời gian và suy gẫm về các vấn đề của mình từ một góc nhìn truyền thống hơn? Giải pháp khác là nói rằng chương này là lời nhận xét được chèn vào của một tác giả sách Job ẩn danh. Anderson mô tả quan điểm này là bởi vì chúng ta nghĩ rằng Job là một câu chuyện, nên chúng ta thấy rằng đoạn dạo đầu này được người kể chuyện là thích hợp. Nó tóm tắt trường hợp như nó đang đứng ở thời điểm này. Nó nhấn mạnh sự thất bại của tâm trí con người trong việc đạt đến sự khôn ngoan tiềm ẩn, và do đó không hề can thiệp vào các bài phát biểu của Chúa. Nó đặt nền tảng cho những bài đó bằng cách cho thấy sự cần thiết của chúng. Câu 3 đến câu 4. Loài người làm tan tăm tối, dò xét đến cùng tột. Hòn đá ở nơi âm ẩm, tối tăm đen kịt. Người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế. Tại trong nơi vắng vẻ không chân người đi đến, chúng bị treo và đòng đưa xa cách loài người. Đọc theo bản hiệu đính là: người ta phải soi vào trong hầm tối, dò tìm cho đến cùng để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt. Họ đào những đường hầm cách xa khu dân cư trong nơi vắng vẻ không có người qua lại. Họ dòng dây đong đưa cách ly với mọi người. Job giải thích cách con người siêng năng tìm kiếm những kim loại quý giá và hữu ích này. Họ thắp sáng những nơi tối tăm, loài người làm tan tăm tối. Họ tìm kiếm mọi ngóc ngách, họ đào để phá một cái hầm tại trong nơi vắng vẻ không chân người đến, và thậm chí gây nguy hiểm cho bản thân. Họ dòng dây đong đưa cách ly với mọi người. Chương này là phần lịch sử tự nhiên lâu đời nhất và hay nhất trên thế giới, cung cấp cho chúng ta thông tin rất quan trọng về một số chủ đề gây tò mò. Và liệu chúng ta có thể xác định được ý nghĩa chính xác của tất cả những từ gốc hay không? Rất có thể chúng ta sẽ tìm ra những ám chỉ đến một số nghệ thuật hữu ích mà chúng ta thường nghĩ là do phát minh hiện đại hoặc là tương đối hiện đại về sau. Việc xem xét cẩn thận mọi tài liệu tham khảo mà Job đưa ra về mặt địa chất hoặc là khí tượng học cho thấy rằng không có sai lầm đáng kể hay nhỏ nhặt nào trong tất cả những gì ông nói. Mọi tài liệu tham khảo đều là một phần của sự chính xác hoàn hảo. Vấn đề là trí thông minh và lòng quyết tâm của con người cho phép người ta đạt được những kỳ tích đáng kinh ngạc về sự khéo léo, về công nghệ. Nhưng nếu bỏ mặc bản thân thì con người không thể tìm thấy sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là một kho báu quý hiếm hơn bất kỳ kho báu nào khác. Những người bị lãng quên có thể là những nhà thám hiểm xa quê hương hoặc những người nô lệ ở trong tâm trí. Câu 5 đến câu 11, bản chất tiềm ẩn của kho báu trái đất. Câu 5 đến câu 8. Đất sanh ra lương thực, còn ở bên dưới nó dường như bị lửa sao lộn. Các đá nó là chỗ có ngọc bích, người ta tìm được mạt vàng tại đó. Chim ăn mồi chẳng biết đường lối này, mắt chim ưng không tìm nó ra được. Thú dữ không hề bước trên nó, sư tử chẳng có đi ngang qua đó. Job tiếp tục vẽ bức tranh về trái đất như một kho báu có giá trị và của cải cho những ai sẵn sàng làm việc chăm chỉ và siêng năng tìm kiếm những của cải này. Bên trên trải rộng bề mặt đất mẹ với những cánh đồng ngô nhấp nhô, trù phú, nguồn lương thực của con người. Bên dưới là nội tạng của đất mẹ bị xé nát và tàn phá như bị ngọn lửa thiêu rụi.
chim ưng, tức là đại bàng, được tôn vinh vì tầm nhìn của nó. Sư tử được tôn vinh vì lòng dũng cảm, nhưng cả hai đều không tinh ý và dũng cảm như con người. Và cả loài chim lẫn loài thú đều không thể đến được những nơi xa xôi mà con người đã xâm nhập vào với lòng ham muốn truy lùng kho báu. Câu 9 đến câu 11. Loài người tra tay trên hòn đá cứng, đánh đổ các núi từ nơi nền của nó. Người đục hang trong hòn đá, mắt nó tìm được mọi bửu vật ở trong. Người ngăn nước sông để chẳng rịn ra, đem ra sáng điều chi ẩn bí. Job ở đây giải thích con người sẵn sàng làm việc chăm chỉ như thế nào để có được kho báu và của cải ẩn giấu trong lòng đất. Phần B, Job giải thích giá trị và nguồn gốc của sự khôn ngoan. Câu 12 đến 19. Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng? Người ta chẳng biết được giá trị nó. Nó không ở tại trên đất của loài sống. Vực sâu rằng nó chẳng có trong tôi, và biển rằng nó không ở cùng tôi. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng, cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Người ta không đánh giá nó với vàng Ophir, hoặc với ngọc hồng mã não, hay là với ngọc bích. Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, cũng không đổi nó để lấy khí dụng bồng vàng ròng. Còn san hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến. Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu. Ngọc sắc vàng Ethiopia nào sánh cùng nó được đâu, cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. Ở đây Job đã đưa ra quan điểm mà ông đã xây dựng ở trong những câu trước, tức là có thể tìm được sự khôn ngoan ở đâu. Con người nỗ lực tìm kiếm và sẵn sàng chịu đựng nguy hiểm vì sự giàu có của trái đất này. Nhưng so với việc tìm kiếm sự khôn ngoan, thì tất cả những điều đó nó còn là chuyện dễ dàng. Con người không nhìn thấy sự khôn ngoan này mà chỉ ở trong chừng mực Chúa vui lòng tiết lộ cho con người. Và do đó, người không thể tuyên bố nó cho ai khác. Con người đã không chuẩn bị, không ra lệnh, cũng không tạo ra nó. Và do đó không có gì ngạc nhiên nếu con người không thể tìm ra được sự khôn ngoan đó. Vực sâu nói nó không ở trong tôi. Ở đây Job đã nói về sự khôn ngoan hiếm có đến mức nào, khiến nó càng trở nên có giá trị hơn ở loài người. Thật vậy, nó không thể mua được bằng vàng và do đó nó có giá trị hơn tất cả những loài kim loại đó. Logic của việc nói một mạch trong một nhịp ở đây chúng ta thấy thường gặp trong Kinh Thánh khi nói rằng nó không có ở đó. Nhưng cho dù nó có ở đó thì bạn cũng không thể mua được. Câu 20 đến 28, nguồn gốc và tóm tắt của sự khôn ngoan. 20 đến 22. Vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? Nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời. Chốn trầm luân và sự chết nói rằng lộ tai chúng tôi có nghe đồn về nó. Job giải thích việc tìm kiếm sự khôn ngoan khó đến mức nào, rồi đặt câu hỏi hợp lý. Job biết rằng ông cần sự khôn ngoan quý giá này, và chắc chắn ông biết rằng bạn bè ông cũng cần sự khôn ngoan này. Chắc chắn con người đáng thương không biết giá trị của trí tuệ thần thánh vì nó là vô giá. Cũng không biết nơi ở của nó vì địa điểm địa lý là điều mà có thể điều tra được. Kiểu gì cũng điều tra được. Cũng không phải là thứ tự hay là trật tự của nó, bởi vì điều đó không thể đạt được cho đến khi chúng ta lên thiên đàng. Có vẻ như Job muốn nói rằng, mặc dầu con người nên khám phá những nơi sâu thẳm của trái đất với tất cả sự siêng năng của những người thợ mỏ đi tìm kiếm vàng và bạc, mặc dầu họ nên sử dụng tất cả sức mạnh tinh thần của mình như những người thợ mỏ sử dụng tất cả sức mạnh chân tay, cơ bắp của họ, và mặc dù họ nên sử dụng tất cả các máy móc trong tầm tay của họ giống như những người xuyên qua những tảng đá để tìm kiếm kho báu quý giá, nhưng nó không nằm ở trong phạm vi lao động và kỹ năng của con người để đạt được sự khôn ngoan. Điều đó chỉ có thể tìm ra được bằng một phương pháp khác và cao đẹp hơn. Nó phải đến với chúng ta qua sự mặc khải từ Đức Chúa Trời, vì chúng ta không thể tìm thấy nó bằng nỗ lực của chính mình. Câu 23 đến 24. Đức Chúa Trời thông hiểu đường nó và rõ biết chỗ ở của nó, vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ. Job biết câu trả lời cho câu hỏi của mình. Ông biết rằng Chúa hiểu sự khôn ngoan và nguồn gốc của nó. Thật vậy, đây vừa là niềm tin tưởng, vừa là niềm an ủi của chúng ta. Chúa hiểu, Chúa biết rõ những điều mà làm chúng ta bối rối, nhưng không làm Ngài bối rối. Những điều bí ẩn bao quanh chúng ta, nhưng nó không phải là bí ẩn đối với Ngài. Sau khi cho thấy Chúa là nguồn của sự khôn ngoan, giờ đây tác giả áp dụng cho con người phải tìm đến Thiên Chúa để có được sự khôn ngoan. Con người chỉ có thể chia sẻ nó thông qua sự hiểu biết về tâm trí được mặc khải của Thiên Chúa. Câu 25 đến 26. Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm.
Cũng chính Đức Chúa Trời làm chủ thế giới tự nhiên có sự khôn ngoan phong phú theo ý muốn của Ngài. Ngài đã thể hiện sự khôn ngoan và quyền năng của chính mình thông qua việc thiết kế thế giới tự nhiên. Câu 27-28. Bây giờ Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra. Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn phán với loài người rằng, kính sợ Chúa ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác ấy là sự thông sáng. Job đã kết thúc bài phát biểu vĩ đại này bằng cách quay trở lại với hòn đá chuẩn mực của sự mặc khải ban đầu. Vì sự khôn ngoan đích thực đến từ Đức Chúa Trời, nên nó được tìm thấy qua mối quan hệ đúng đắn với Ngài là sự kính sợ Chúa, và nó được thể hiện qua một cuộc sống thoát khỏi điều ác. Job hiểu điều mà người viết Thi Thiên sau này cũng hiểu, Thi Thiên 111 câu 10. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Và ý tưởng đó cũng được lặp lại trong Châm Ngôn 9 câu 10. Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Và Châm Ngôn 15 câu 33. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Nếu sự khôn ngoan đích thực có thể đạt được một cách đơn giản nhờ nỗ lực, nghị lực và sự khéo léo của con người như những kim loại quý hiếm của trái đất, thì sự kính sợ Chúa không phải là điều cần thiết để có được sự khôn ngoan. Tức là nếu sự khôn ngoan ấy mà bằng sức người có thể tìm được thì không cần sự kính sợ Chúa. Nhưng nếu nó đến từ sự mặc khải của Chúa thì mối quan hệ đúng đắn với Ngài đó là chìa khóa dẫn đến sự khôn ngoan. Và mối quan hệ đúng đắn đó chỉ có được qua sự kính sợ Chúa. Adam Clark luận về câu 28, đoạn Ngài phán với loài người rằng, thì ông bình luận rằng, điều này có lẽ ám chỉ đến sự mặc khải về ý muốn của Ngài mà Đức Chúa Trời đã ban cho Adam sau khi ông bị sa ngã. Trước đây, Adam đã tìm kiếm sự khôn ngoan theo một cách bị cấm, tức là ông và Eva thấy trái cây đó đẹp mắt và loại cây đó có ích cho trí khôn, họ hái và ăn. Sáng Thế Ký chương 3 câu 6. Vì vậy họ đã đánh mất cả sự khôn ngoan mà họ có do không bày tỏ sự kính sợ Chúa trước mắt mình và trở nên ngu dại, gian ác và khốn khổ. Vậy, hãy lắng nghe điều Chúa dạy như một phương thuốc thích hợp cho căn bệnh hiểm nghèo này. Kính sợ Chúa, đó là sự khôn ngoan. Điều khôn ngoan duy nhất của bạn bây giờ là luôn đặt Chúa trước mặt bạn để bạn không thể vi phạm nữa. Việc đạt được sự khôn ngoan đòi hỏi sự hy sinh hoàn toàn tài sản quý giá nhất của chúng ta, đó là chính con người chúng ta. Cụ thể hơn, điều cần thiết là sự đầu hàng ý chí của chúng ta, tức là phục cái ý muốn của chúng ta trước Chúa. Tội của Eva và Adam ấy, đó là ăn cái trái mà là ý người được nên chứ không phải là ý trời được nên. Cái trái đó biết điều thiện và điều ác mà. Cái trái đấy có ý riêng để không còn lệ thuộc vào Chúa nữa. Mà cái vấn đề là Chúa không bảo hay là Chúa cấm là đừng ăn. Cảm ơn Chúa cho những lời này mà chúng con học được ở đây.